Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui mừng gặp lại mọi người trong video của Lee's Perfume Review và cảm nhận nước hoa. Trong video ngày hôm nay, Lĩnh sẽ giới thiệu đến mọi người một loại nước hoa cực kỳ là mới, mới kẽn kèn kèn luôn và mới đến mức độ như thế nào? Mới đến mức độ mà chỉ tháng 8 năm 2020 thôi là khi mà vừa mới ra lò thôi là Lĩnh đã hốt về một ít liền. Đó. Hiện bây giờ là ngày 17 tháng 8. Lĩnh đang làm cái video này là ngày 17 tháng 8 và cái lô hàng này là được sản xuất ngay ở khoảng ngày 8 tháng 8 thì Lĩnh đã hốt ngay về và cam đoan một điều rằng là hiện bây giờ trên tất cả các trang mạng xã hội ít có ai review, hoặc là theo Lĩnh biết là hiện nay Lĩnh là đang review, người review đầu tiên về mùi hương này, cũng như là tất cả những quốc gia, những lãnh địa khác thì sẽ có những nước có và có những nước không bao giờ có, chưa có. Và bởi vì sao Lĩnh mới nói là kẽn kèn kèn là như thế, chỉ có một số quốc gia thì hiện đang có và một số nước đang có, và hiện nay trên tất cả các trang mạng xã hội chưa có ai review mùi hương này, cho nên Lĩnh cảm thấy là mùi hương này Lĩnh nên review cho các bạn sớm nhất. Ok, trước khi mà mình nói đến mùi hương đi sâu thì Lĩnh xin nói về xuất xứ cũng như thương hiệu. Thì khi các bạn đã biết, tất cả các mùi hương của Creed Aventus đều được tất cả các hãng nước hoa khác mô phỏng clone lại bằng một cách rất là nố nức và phong trào cũng như là tài tình. Thì trong số đó, nổi bật nhất của Creed vẫn là Aventus, và mùi hương mà mô phỏng, mà bản clone nổi tiếng nhất nhì mà được tất cả các người tiêu dùng bình chọn, những tạp chí nước hoa nổi tiếng bình chọn, đó chính là bản mô phỏng Aventus của AMAP Club de Nuit Intent Man. Cái bản đó là một trong những cái bản mà cái chai màu đen của Club de Nuit đó các bạn, là một trong những bản mô phỏng về mùi hương của Creed Aventus rất là nổi tiếng mà được tất cả các tạp chí cũng như là những người tiêu dùng bình chọn, những tạp chí uy tín và hàng đầu của những người tiêu dùng nước hoa. Ok, đó là nói về xuất xứ của thương hiệu AMAP Club de Nuit, là một trong những hãng nước hoa nổi tiếng về cái sự mô phỏng cũng như là cái sự mà cho dù là mô phỏng một loại nước hoa nào thì vẫn là một loại nước hoa có cái độ bám tỏa rất là tốt và với cái giá thành cũng rất là tốt. Đó, nó hay ở cái chỗ đó. Ok, và ngày hôm nay á, là sản phẩm mà Lĩnh giới thiệu đến mọi người chính là một sản phẩm cũng của AMAP Club de Nuit, nhưng với một bản mô phỏng cũng của Creed, nhưng là một loại Creed khác. Và nếu như mà mọi người muốn biết bản mô phỏng đó là mô phỏng của Creed nào thì ok, chúng ta đi đến video nhé. Ok, rồi bây giờ Lĩnh sẽ giới thiệu đến mọi người. Đây, ngày hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu đến mọi người bản mô phỏng của Club de Nuit, tiếng Anh gọi là Silas. Đó, tiếng Anh gọi là Silas. Đó. Và tiếng Pháp, đúng rồi, tiếng Anh gọi là Silas. Và trong cái từ Silas này, nếu mà đọc ra tiếng Pháp thì như nào đó, Lĩnh không có rành tiếng Pháp cho nên cũng không dám đọc. Nhưng mà Lĩnh hiểu được là cái từ này có nghĩa là đánh thức, bừng tỉnh. Đó, cái từ của nó lại vậy. Đây, Lĩnh cho mọi người cảm quan nha. Đây là bản full 105ml. Cái hãng này nó ngộ lắm mọi người. Nó sản xuất cái dung tích là 105ml nha. Đây, bản màu bạc silver. Đấy. Ví về mặt sau này. Nhá. Đó. Đây bản mặt trước này các bạn. Đây bên hông của nó là như thế này. Đẹp tuyệt vời chứ. Đấy. Đó. Và đây là cái code date. Đây nè, các bạn nhìn kỹ nha, tháng 8 năm 2020 nha. Đó, thấy chưa, thấy rõ chưa? Đó. Đó, vấn đề là nằm ở chỗ đó. Đó. Ok. Và đây là cái chai full. Để cho mọi người xem luôn. Đó, đẹp chưa? Vẫn giống như những cái chai khác thì bên hông vẫn có cái dòng chữ Club de Nuit. Ừ.
Ok. Sau lưng thì như một tấm gương vậy đó, nhưng mà có cái hơi dính hơi tai nha mọi người. Đó. Đây. Rồi, chúng ta ngắm lại cái nữa. Dạ. Rồi, ok. Rồi, nãy giờ là chúng ta được ngắm cái hộp full đó. Rồi bên trong là chai full. Ok. Thì đầu tiên đi vào mùi hương này á. Đây, và ở đây lĩnh có chiếc 10 ml. Nhá. Ok. Một cái combo rất xoẹt tâm nha. Đấy. Rồi, ok. Và trước khi đi vào mùi hương thì lĩnh xin nói thêm về phần này. Đây là một mùi hương. Nếu như mà có thể nói là với những người không có ít chơi nước hoa hay là ít biết về nước hoa thì mùi hương này có thể là một mùi hương mới lạ. Nhưng đối với những người kinh doanh nước hoa hay là chơi nước hoa cũng khá là lâu rồi đó thì các bạn sẽ biết đây là bản mô phỏng của bản Creed nào đúng không? Creed Silver đó, Silver Mountain đó, và đây được gọi là Chalice Club de Nuit MF, mà bản này á là bản unisex, bản này là bản unisex. Và đối với lĩnh á, là nam nữ gì xài cũng được đó đó, lĩnh nhắc nhẹ cái vậy. Và ok, chúng ta đi vào mùi hương luôn nha. Wow, bây giờ lĩnh sẽ xịt đây nha. Wow, tuyệt vời. Phải nói là một loại hương thơm cực kỳ là sang chảnh. Đầu tiên, chúng ta không bàn cãi về kết cấu mùi hương hay là ngoại cảm hay là ngoại quan, cảm quan hay là giá tiền. Chúng ta chỉ nói đến cái độ hương thơm vừa bung ra không khí và cái mũi của chúng ta vừa hít được. Là một loại mùi hương cực kỳ sang trọng. Và nếu không nói quá thì mùi hương này là một loại mùi hương rất là sang chảnh. Có một cái gì đó rất là nồng, có một cái gì đó rất là nhạt, có một cái gì đó rất là sang nhưng rất là bình dị, rất là cái kiểu nó khó tả. Nhưng mà đầu tiên Lĩnh xin nói thêm một phần nữa là tất cả hiện nay trên các trang mạng xã hội thì cái mùi này chưa có ai review hết, và Lĩnh xin được mạn phép review những cái gì mà Lĩnh cảm nhận được trong hương thơm này, cũng như là những cái gì mà Lĩnh biết được về cấu tạo mùi hương. Thì đầu tiên á, đầu tiên Chalice by MF Club de Nuit mở ra với một cái sự mát, với một cái sự mát mẻ mang hương cam và quýt chứ không có chanh. Ở đây nghe rất là rõ cái mùi giống như là cái mùi dầu cam á, cái mùi dầu của lá cam và vỏ cam á, và cái mùi quýt chín. Nhưng mà cái nó đã được lấy đi cái độ ngọt rồi, không còn ngọt nữa, nó chỉ nghe cái mùi rất là gọi là bừng tỉnh, thực sự mà đánh thức, đúng như cái từ mà tiếng Pháp dịch ra, cái từ silence này là tiếng Pháp dịch ra là đánh thức, là bừng tỉnh. Thật sự ngửi ngay cái mùi cam mà và là tinh dầu của cam và cái mùi quýt chín nhưng không ngọt, bừng tỉnh ngay liền. Và ngay sau đó khoảng cái mùi này Lĩnh đã test 3 ngày trước, trước khi hàng về thì là Lĩnh đã test rồi, và sau 3 ngày Lĩnh mới nói cho mọi người nghe là sau khoảng 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi, lớp cam và quýt nha, không có chanh, và cái lớp cam quýt này lắng xuống thì ngay sau đó là một cái sự rất là xanh xanh và cái kiểu giống như là cái gì đó mà nó hơi ngáy ngáy chát đắng đắng ở cổ họng, và nó có một cái cảm giác nó giống như là trà xanh đó, nước nước chè mọi người, trà xanh và một ít cái gì đó nó giống như là cỏ hay là gỗ vậy đó. Lĩnh không 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 Lĩnh chưa có đọc được cấu tạo mùi hương, nhưng mà Lĩnh có cái cảm giác là không biết trong đây có cỏ vetiver, cỏ hương bài hay không, nhưng Lĩnh chắc chắn trong đây sẽ có gỗ, mùi gỗ tươi và trà xanh, nó hơi đắng đắng ngay ngáy ở cổ họng nhưng nó làm cho cái hậu rất là thanh, rất là dễ chịu và rất là sang trọng. Cho nên Lĩnh nói tại sao là từ lúc đầu là nó có một cái gì đó rất là nồng mà nhưng mà cũng rất là dịu, nó cũng rất là sang mà nó cũng rất là bình dân giản dị. Không có gì bình dân, chúng ta không hiểu là rẻ tiền nha, cái kiểu đó thân thân thuộc thân quen á, cho nên là mở đầu thì rất là bừng tỉnh lên đó. Nhưng mà lại lắng xuống thì lại có trà xanh ngay ngáy đang đắng ở cổ họng, xong rồi cái độ đắng đó nó không đắng khó chịu mà nó làm cho chúng ta một cái cảm giác rất là thanh,
Và chính vì cái độ thanh của trà xanh đó nó mix với lại cái độ cái sự xanh, một cái sự xanh mà mọi người khi mọi người dùng á, mọi người có cái độ có cái sự cảm giác là xanh, màu xanh của cỏ và của cây xanh. Và đến cam đoan là trong đây sẽ có gỗ, hoặc nếu có thêm là cỏ hương bài, cỏ vetiver. Và ở cái nốt cuối á, khoảng tầm 4 tiếng đồng hồ sau, ở cái nốt cuối của cái mùi hương này á, là xạ hương cực kỳ là sạch sẽ và trong veo. Khi mà cam chanh không còn nữa, chỉ còn ở đó là trà xanh và một ít giống như là cái độ xanh của cỏ hay là của độ xanh của gỗ gì đó, Lĩnh nghĩ là vậy. Và xạ hương sạch sẽ trong veo cho một cảm giác cực kỳ là lịch sự, là trang nhã, là thanh tú, là trong veo, chứ không phải là một cái loại hương mà sexy hay là một cái loại hương gợi cảm quyến rũ bởi quá ngọt ngào. Đây là một mùi hương không ngọt, không có một chút ngọt nào hết, và một mùi hương cực kỳ là xanh, xanh như một đồi chè xanh pha lẫn với những giọt nước sương rất là trong veo của xạ hương, và mơn man một chút gì đó của tinh dầu của vỏ cam và quýt chín, nhưng được lấy đi cái độ ngọt rồi. Chúng ta nghe rõ, rất là rõ cái mùi quýt chín, nhưng không nghe một ít một chút gì cái độ ngọt của trái cây cả, không có một miếng ngọt luôn. Và mùi hương này thật sự nếu nói dùng cho nói là cái mùi rất là thanh lịch, thì thường thường những thanh lịch nó phải dơ, cái mùi nó phải đầm đầm và bay bổng, nhưng mùi hương này mở đầu ra hơi nồng gắt. Nhưng mà quý em mọi người đừng bao giờ thất vọng nha, chúng ta mở đầu ra nồng gắt nhưng mà ngay sau đó khoảng một tiếng đồng hồ thôi dịu xuống ngay cái mùi cam chanh và tinh dầu của cam quýt, không có chanh nha, cam quýt và tinh dầu lắng xuống, khi đó trà xanh cực kỳ là thanh lịch và cái mùi hương nó thanh tao, nó lịch sự, nó kiểu là nó formal lắm. Và cái đối tượng mà sử dụng được cái mùi hương này á, cả nam lẫn nữ, từ 23 tuổi trở lên, và rất là thích hợp cho những ngành nghề, cho những anh chị làm ngân hàng, làm bank, làm giáo viên, làm sếp, làm những cái nơi mà nó rất là trang nghiêm. Mà khi chúng ta cân nhắc một cái mùi hương sử dụng, chúng ta phải chọn những mùi hương lịch sự, nghiêm túc, kể cả những người làm giao thông, làm công an gì đó, các kiểu cảnh sát gì đó vẫn sử dụng được mùi hương này, bởi mùi hương này mang một cái độ lịch sự, thanh lịch rất là cần thiết và phải nói là cực kỳ là có thừa đó. Và Lĩnh cảm thấy được á, ở trong cái mùi hương này á, có một cái sự gì đó nó rất là unisex. Khi chúng ta ngửi, chúng ta có cảm giác là nó sẽ thiên về nam nhiều hơn đấy, nhưng mà thật sự nó không thiên về nam đâu, nam hoặc nữ gì cũng vậy. Khi chúng ta xịt cái mùi hương này lên, nam manly hơn, lịch sự hơn, nữ formal hơn, nghiêm chỉnh hơn, trang đài hơn. Thật sự mùi hương này rất là hay ho. Và độ bám tỏa của mùi hương này thì cũng không có gì gọi là ngạc nhiên đối với Lĩnh, bởi vì đối với Lĩnh, một loại hương thơm mà gọi là bám lâu thì phải từ 10 tới 12, 14 tiếng. Nhưng với Silas by AMF Club de Nuit này, bám từ 5 tới 7 tiếng, tức là khá và ổn, chứ không gọi là thấp, khá và ổn. Và cái môi trường sử dụng là một là những môi trường văn phòng có máy lạnh, hoặc là những nơi không gian hẹp, thì mùi hương này cực kỳ là phát huy tác dụng nha. Ví dụ như các bạn thợ xăm hay là giáo viên hay là giám đốc gì đó mà xịt cái mùi này á, thiệt sự phải nói là dù là sếp, mà sếp nam hay sếp nữ thì cũng chết. Và mà phải nói với một cái ngoại hình đẹp như thế này á, này mọi người thấy chưa đó, đó, với một cái ngoại hình mà đẹp như thế này thì Lĩnh cam đoan làm quà tặng hay mua sử dụng, hoặc là dùng bất cứ một cái nhu cầu, mục đích sử dụng gì, các bạn đều được đánh giá rất là cao bởi ngoại hình rất là đẹp, rất là bắt mắt, lấp lánh đấy. Đây phải nói là một trong những thiết kế với bình cũ mà rượu mới, với một cái thiết kế rất là đột phá về mùi hương cũng như là về điểm nhấn, về cái cách xe màu, thì Lĩnh rất là ưng ý đấy. Và với một cái
cái sự mà ra đời rất là nhanh chóng mà được Lee Seo Perfume hốt về như này á, thì với một cái giá rất là tốt, cũng như các bạn đã biết rồi, AMF Club De Nuit không có loại nào đắt tiền cả, chứng tỏ không phải nó là loại rẻ tiền là không xịn, mà là do cái giá nó rất là tốt. Cho nên đây cũng là một loại giá tốt với bản full 105ml này, không quá 1 triệu 6 đó, không quá 1 triệu 6. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm cái loại này nó như thế nào mà Lĩnh khen nhiều hơn là chê, thì Lĩnh có chiếc 10ml đây, đây các bạn, đấy 10ml này cho các bạn trải nghiệm với giá là 240.000 đồng 10ml với ống chiếc xịn. Tuyệt vời không đấy nhá. Rồi ok, và nếu như tất cả các bạn thấy cảm thấy tò mò, muốn mua hàng, muốn tư vấn, muốn báo giá hay muốn như nào đó, thì các bạn hãy gọi qua số hotline hoặc Zalo của Lĩnh 0835627248. Xin nhắc lại, Zalo hoặc số hotline chỉ một số 0835627248 để Lĩnh tư vấn, báo giá và ship hàng cho tất cả mọi người nhé. Đó. Và nếu các bạn cảm thấy như thế nào, muốn đóng góp ý kiến về video này, về mùi hương này, các bạn comment bên dưới để Lĩnh tương tác với các bạn nha. Lĩnh nhắc lại là mua hàng, tư vấn, báo giá thì gọi Lĩnh số hotline hoặc là Zalo 0835627248 gặp Lĩnh nha. Và mùi hương này Lĩnh cũng nói luôn đó, nếu mà chấm điểm về thiết kế, về xe màu, về ngoại hình, cảm quan thì Lĩnh cho 10/10. Và về độ độc đáo của mùi hương và độ đa dụng thì mùi hương này cũng không gọi là đa dụng lắm. Và những cái dịp sử dụng thì cũng nó ít, nó kén lắm, kiểu là không phải là nó khó chịu, nhưng mà không, đây là những mùi hương hợp cho những người có tính sang trọng, nhẹ nhàng, ít nói, và kiểu là trưởng thành đó, thành đạt, sang trọng, giản dị. Cái kiểu chúng ta không có cần quá cầu kỳ, giống như các anh đi ra đường quần tây sơ mi rồi áo đóng thùng giày lịch sự, xịt mùi hương này là quá tuyệt vời. Hoặc là các chị cơm lê các kiểu rồi hài giày cao gót rồi ăn mặc kiểu lịch sự lịch thiệp, xịt mùi này là nó quá xếp luôn đó. Cho nên nó rất là giản dị và thanh lịch, đi kèm đó là một sự sang trọng nhất định. Thì về độ này, về độ đa dụng thì Lĩnh cho 9/10. Và về độ bám tỏa thì mùi hương này từ 5 đến 7 tiếng tùy cơ địa, nhưng với Lĩnh là từ 5-6 tiếng gì đó. Thì nếu như tất cả các bạn nào mà ngồi văn phòng hay là các bạn nào ở không gian hẹp thì mùi hương này khá là phát huy mạnh, không hợp với những nơi gió lộng hay là những cái nơi nào mà kiểu nó rộng lớn quá đó. Nếu mà rộng lớn quá thì chúng ta ngồi gần, ngồi dưới gió sẽ nghe, còn những không gian hẹp thì mùi hương này là bá chủ gió lâm. Cho nên là về độ bám tỏa thì Lĩnh cho cái mùi hương này 8.5/10 đó, với một cái giá bản full 105ml dưới 1.6 triệu đó. Chiếc 10ml 240.000 đồng đó. Lĩnh trân trọng kính mời và cũng như là chào đón tất cả các bạn đến với Lee's Perfume để được trải nghiệm những mùi hương cực kỳ mới, những mùi hương cực kỳ là tuyệt vời đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của Lĩnh nha, cũng như là đã đăng ký kênh, và hãy cho Lĩnh những cái like ủng hộ kênh và những cái comment để subscribe kênh, để Lĩnh làm cái động lực để làm ra những video mới lạ như thế này, tốt như thế này, cũng như là những cái mùi hương nào mà nó hay ho như thế này là sẽ đem đến mọi người sớm nhất trong thời gian có thể. Và hôm nay thì cũng hơi đau họng, chứ đúng là phải làm video này trước 3 ngày nữa, cho nên là bây giờ thì cũng không muộn lắm. Cho nên là Lĩnh rất là trân trọng cũng như là cảm ơn những người, các bạn, các fan đã xem kênh của Lĩnh, và đã những cái khách hàng mà yêu mến của Lĩnh từ bao năm qua, nếu mà có từ hơn một năm qua, nếu có xem được video này thì xin nhận ở đây lời cảm ơn của Lĩnh vì những video như thế này mà đã tìm đến Zalo và gọi qua số hotline để mua hàng của Lĩnh rất là lâu năm, để mua hàng của Lĩnh trong bao nhiêu thời gian qua, bao nhiêu tình cảm của anh chị em dành cho Lĩnh, thì Lĩnh rất là trân trọng, và Lĩnh luôn luôn hứa là sẽ mang đến mọi người những mùi hương cực kỳ là tốt, thật sự rất là tốt. Và sẵn đây Lĩnh nói luôn là khoảng là mọi người hay hỏi Lĩnh là tại sao làm video nhiều như này, dài như này, trong khi người ta review nước hoa có 5-7 phút. Thật sự Lĩnh làm video là để Lĩnh tư vấn, để mang đến kiến thức cho mọi người, để đem đến niềm vui cho mọi người, sự giải trí cho mọi người và sự hiểu biết thêm về nước hoa cho mọi người, chứ không có ý định là kiếm tiền từ YouTube. Cho nên là có tiền hay không có tiền nó không có quan trọng,
từ YouTube nó không quan trọng, nhưng quan trọng là mọi người xem được video của Lĩnh để Lĩnh phục vụ nhu cầu bán hàng là Lĩnh có lợi, và các bạn xem được những cái video hữu ích của Lĩnh, các bạn có kiến thức về nước hoa, chúng ta có lợi đôi bên và chúng ta vui vẻ xem cũng như tôn trọng lẫn nhau. Còn có tiền YouTube hay có tiền không có tiền YouTube nó không quan trọng. Mục đích của Lĩnh là muốn đem đến mọi người những kiến thức và muốn bán hàng. Vậy thôi. Và Lĩnh chào đón mọi người đến với Lee's Parfum một lần nữa. Cảm ơn đã theo dõi và cũng như ủng hộ Lee's Parfum bao năm qua nhé. Bây giờ Lĩnh xin chào và hẹn mọi người. Gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha. Bây giờ là vào thu đông rồi cho nên Lĩnh sẽ giới thiệu đến nhiều mùi hương về thu đông nữa. Chào mọi người.